Ngày 22 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó thảm họa sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác ứng phó thảm họa sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Với tư tưởng chỉ đạo phòng là chính, tích cực chủ động, ứng cứu nhanh, có hiệu quả, vận dụng phương châm 4 tại chỗ, quy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, ứng cứu kịp thời, cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người, tài sản của nhà nước và nhân dân khi xảy ra thiên tai gây hại về người và tài sản. Các đơn vị chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện thuộc quyền đi ứng cứu, đồng thời tổng hợp báo cáo theo quy định.